đi trả ba trái nha. Rồi. Yeah.
Trời nó chơi nó kéo lưới xuống luôn ơi. Nãy giờ chứ mà ở chị đập nãy giờ ghê quá. Cái thường là vô lưới không ạ? À chơi kéo lưới xuống. Này vậy thấy sáng mặt cá nó kỳ kỳ vậy. Đang đánh chặn lại thay. Rồi, mũi chết. Chưa. Đập áo kìa. Rồi. Mỗi lần nha. Mày đi chắc không anh? Ôi.
tới rồi. Trùng không dám ra sớm. Đó thì bởi vì nó chung nó đâu dám ra sớm, nó sợ ông Hà thua. Không thấy nè. Biết anh hả? Văn đầu khởi động ơi, thua gì đâu thua. Tới chỗ mình đỡ không được. Trời ơi, ông thấy ông đưa giận đưa giờ sẵn rồi tới cầu cho mình đứng. Cái gì vậy?
Thank you.
Đó, sáng giờ quên quay. Quên quá quay lắm. Quên quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tỷ thủ là đi kỳ quá vậy, đi phải đi một xa xa với đồng vô trong sân đó. Xin phép rồi nha. Sao vậy? Trời ơi, ai vậy vô á? Hay quá, hay quá bồ ơi. Hay quá bồ ơi. Hay quá bồ ơi. Hay quá, chị Duyên ơi. Duyên. Thanh chạy sao nổi. Hai bồng hai. Chạy đâu cho nó. Chạy. Chạy. Rút chạy. Quên liền. Hai đi. 24. Gió.
42 bước 1 rồi. Ok. Bây giờ ra ngoài rồi. Có em là đủ rồi. Có em là đủ rồi, nếu có một cường nữa là có vậy là anh hạnh quá. Mừng quá. Trời ơi, tham em đứng bên phía